Hello, xin mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình ha. Và là qua đây thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài rap mini game. Hôm nay có một cái mini game khá đặc biệt mọi người, đó chính là mini game trong căn phòng này. Quanh đùa thôi, mini game này mọi người nhớ like ủng hộ cho Quanh nha. Đây là một trong những thế giới Minecraft mà mọi người rất ít gặp luôn, đó chính là Minecraft 2D mọi người. Nó như là một cái tờ giấy vậy. Ví dụ như bây giờ nha, con núp VT đâu rồi? Đây nè, mọi người đứng im, mày đứng im núp. Ta là ví dụ, đứng im. Không được cục cửa nha. Đấy, mọi người thấy con núp VT không? Đây là cái khối hình hộp 3D nha mọi người. Còn nếu ở trong thế giới Minecraft 2D thì nó mỏng như một cái tờ giấy của chúng ta viết lên thôi mọi người. Đó, thì nói cho mọi người biết như vậy để mọi người like ủng hộ cho Quanh nha. Ok, chuẩn bị bắt đầu núp chào mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu mini game ngay vậy thôi. Hello, chào mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người nhớ like ủng hộ cho tụi mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu map mọi người. What do you want today, Jen? Hỏi Jen. Well, I have actually been working on an experiment in a magenta tone warping. À, có nghĩa là con nhỏ này kêu muốn làm gì này. Jen nó sẽ trả lời nó thật ra chúng làm cái thí nghiệm về một cái cổ máy có thể biến thế giới thành màu hồng mọi người ạ. Và thằng Batman hỏi là và bây giờ làm cái việc đó ở đâu ạ? Jen nó kêu đó là một cái bí mật mọi người. Ta sẽ giữ cái lối vào ở trong phòng ngủ được đóng lại và cái máy này sẽ bắt đầu ready. Ủa được chỗ nào vậy là sao không hiểu gì hết. Vậy là chắc là trong phòng ngủ. Ok, có cái đường ra nè. Ủa này start map. Ui ở trong phòng ngủ mày ơi, cái phòng ngủ này, cái này đóng lại không phải ở phòng ngủ này, trong bedroom nè, là trong cái bedroom này nè. Wow, cái gì để làm gì? Ồ, nghe tiếng lửa cháy nè. Ủa là cái gì vậy? Ui có hộp bơ. Ui một trời, nó tắm mất sôi luôn nè. Ghê vậy? Gì ghê? Ai cứu. Ê tắm ra rồi mình nung mình lên, mình nấu mình lên á. Bây giờ mình sẽ ai cái cần. Ui. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái nhiệm vụ, kiếm cái nhiệm vụ mình sẽ làm cái này. Ở trong phòng ngủ trời cứ chơi. Ủa, đi ly bự ghê mày. Mấy tập game á nè, mấy tập game nè. Ui trời. Hello anh. Mà coi TV. Trời ơi, mình ở trong cái gương nè mọi người. Nè, ghê quá mọi người, đi ra ngoài đi vô. Nè, nhìn như kinh dị kìa mọi người, nhìn nè nha. Nhìn nè, chạy vô. Ồ, biến kìa vô. Ồ, mọi người nhìn nè, mình nói sao mày cổng rồi, đó, nhỏ xíu rồi. Ồ, hết hồn luôn, ghê thiệt chứ. Tao trên tầng lầu nè, nó. Wow, trên đây là khu công nghệ cao đó mọi người, đây là máy tính á. Ồ, cái phòng bắn, tập bắn pizza nó kìa. Ok, bây giờ đi kiếm nhiệm vụ. Trong cái hồi nãy nó kêu là một cái bedroom mọi người. Cái bí mật ở trong một cái lối, cái đường bedroom. Bedroom là phòng thay đồ đúng không? Hay là phòng ngủ đúng không? Trong cái bedroom là có cái chỗ thay quần áo với lại cái chỗ phòng ngủ đó chứ là phòng ngủ ấy mọi người. Bây giờ mình sẽ... Cái phòng có hai cái giường nè. Bedroom... Ấy. Đây nè, bedroom nè. Ê, phải phòng thay đồ. Ê, đây nè. Đây, phòng ngủ nè. Đây là chỗ bedroom nè. Wow, thấy rồi, clever. Ok, level chỗ đây nè. Thấy chưa, nó đi bí mật. Đó, secret, đó. Cái đường vào bí mật, ok, ghê. Chúng ta sẽ vào thế giới Minecraft 2D. Wow, cái này là vẫn là 3D mà. Ê, coi nút kìa, bấm đi. 2D á mày. Ui, cái gì vậy? Cánh cổng ngoài thế giới, ui, cái này là gì vậy? Gì ghê vậy? Nút cho nè. Từ từ. Có cái đất nữa. Vô. Vô chưa. Coi tao bấm nút. Ui. Đứng kia. Ui. Cái gì vậy? Cái gì nè mà không. Oh no, something going wrong. Có cái gì đó không có đúng. Cái gì á? Gì không đúng vậy? Cái gì vậy? What happened? Let's check our hopper inside. I think there might something wrong. The man bot. Ê, có cái gì đó sai hả? À, vô đi đóng cửa này mới đi được. Chắc vậy, tao nghĩ vậy. Vô. Vô. Ok, vô lại một lần nữa mọi người. I think
work and everything should back to normal. Đọc. Tại sao? Mọi thứ nó trở lại bình thường hả? Sao bình thường? Vô lại coi. Né ra chui ra chui ra coi chui ra chưa? Ôi sao cái này giờ không được nhờ? Hình như là mình làm xong rồi hay sao á? Hình như thế giới của mình bắt đầu nó đã thay đổi rồi sao á? Thấy không? Để tao lên nó coi thử coi. Thay đổi đâu mày mà thấy không vậy? Từ từ, nãy nó nói thế giới mình nó gần như đã hoạt động rồi mà. Này không tin đi lên trên đi. Có thay đổi chưa nó? Thấy cũng vậy à mèo ơi, chưa thay đổi đâu. Chưa thay đổi hả? Này, I think what everything should be but mọi thứ nó trở lại bình thường. Là hay là hồi nãy mình làm thay đổi xong rồi mình quanh vô nó bình thường lại hả? Bao tao lên trên coi coi. Thế giới của mình nó không bị biến đổi hả? Để nên lên là biến đổi rồi chứ. Chưa thay đổi gì, mình lên đâu được đâu nè, chứ mình lên không được cũng nè. Chỉ là mình phải làm xong ở dưới đây mới lên, nó mới thay đổi được. Giả là ở trong cái đó, mình cần phải làm một vài thứ nữa mới thay đổi được mọi người. Cái hopper này nè, mình phải làm cho đúng cái mình mới thay đổi được cái thế giới, mày ngon quá đó. Sao mà chưa thấy nó thay đổi gì vậy? Thì nó kêu là let's check out the hopper inside. Đâu? Let's check out hopper. À, ở bên đây nè. Inside nè, bên mấy cái này nè. Mà trong đây đâu có gì đâu. I think there might be something wrong with the main hub. Ok vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm lại cái nút này mọi người. Oh, không có gì xảy ra hết. Bật xuống coi. Ok, được rồi nè, được rồi nè, được rồi nè, được rồi nè. Từ từ. Oh no, something going wrong. Ui, cái gì nổ ra vậy? À, bây giờ nó kêu mình đi check. Bây giờ mình phải check lại nè mọi người, nãy mình làm bị lỗi sao nó không ra được nè. Oh. Ôi, có cái update nè, còn này là gì vậy? À, cái market store để bên. Ôi không kệ, bây giờ mình lấy cái này đi. À, cái này là bây giờ á, ở cái thế giới của mình á, bây giờ nó bị, để coi mình đi lên trên coi nó đã biến đổi thành thế giới 2D chưa đã. Ê, hình như biến đổi nè, tao nhìn thấy bên bầu trời là một bầu trời. Oh no, I think world 2D instead of being the radius around machine have keep safe. Ui bây giờ mình phải, ui các bạn ơi, thế giới 2D thật sự mọi người. Trời. À, con thỏ giật lép. Con thỏ nó như một tờ giấy luôn rồi. Cái cây này mọi người nhìn kìa. Trời. Ê mà những cái con thỏ. Ê cái gì đây? Candyland. Unicorn Village. Binkave of Spinet. Bây giờ mình sẽ tới một cái làng trước đó chính là Candyland. Ê nấp mày đi con thỏ. Đi theo nè. Ba hướng. Bây giờ mình sẽ đi qua cái làng Candyland trước cái đảo. Ui con ngựa kìa mọi người, nhìn con ngựa kìa. Ý con ngựa, trời ơi, con ngựa có một cái y tờ giấy, đúng là thế giới 2D có khác mà, mọi người. Nhưng mà mày vẫn 3D, đúng không? Tao ừ, đương nhiên. Ui, có hai cái kiếm. Ý lắm. Candy Squad, ui, có kiếm, ui, cái kiếm này, ui, cái cây này ê, mọi người. Ê, vô đây, vô đây. Ê, có quái vật mày ơi. Ui, quái vật Candy. Quấn nó hả? Ừ, chắc mình quấn nó mà nó kẹt. Ui, ui, mày vô đây, mày vô đây. Ui, mày hả bụi? Một đứa, ý tưởng cái tim của nó nè. Ôi, cái hai trái tim của nó, ui. Bạn, còn quá giật con Candy nè. Ui, ta được ba trái tim rồi nè. Trái tim mới làm gì vậy? Ôi. Ui, con boss nó bay, ui, con boss nó cắn tay nó bay. Ui, nó bay, cứu. Tao, có một con bên này nè. Rồi, xong luôn, nó giết cho luôn kìa. Ở đâu rồi, sao mình nói sống. Con này boss hả? Con boss này bự lắm. Mày hả? Mày hả bụi? Mày hả bụi?
Mày hả bụi? Mày. Mày. Quýnh lâu thiệt luôn. Ui, rồi chết rồi. Mày được cái gì rồi? Được hai trái cục kẹo. Hai cục kẹo, trái tim. Ta được ba trái tim rồi nè. À, tao nghĩ là mấy cái candy này đó mình dùng để mình để là nhiệm vụ á, nhiệm vụ ở trong thế giới 2D nè, để mình trở về thế giới bình thường nè. Bên kia có cái cổng màu hồng mày. Cái này không quýnh được mày ơi, quái vật ra mày ơi. Ê, bây giờ mình đi tới bên Gumdrop. Trái tim của trái tim gì đây? Bên hết Gumdrop. Ý là cục xin gom để mình dục á. Là xin gom để mình dục á. Bây giờ mình đi qua cái làng nào đây ta? Thôi, bây giờ tao nghĩ là mình sẽ đi qua cái làng của ngựa đi. Cái nè, Unicorn là con mấy con ngựa mà mấy con ngựa bảy màu mà Unicorn Valley nè. Blazer nè. Ôi, mấy con thỏ nào quấn được không nhỉ? Không được à. Cái thế giới gì nó cười như mọi người nhìn này. Thế giới mày đáp y như là ừ, chó sói mày, chó sói quá trời luôn kìa, chó sói kìa. Bây giờ bọn mình sẽ giết mấy con chó sói này, dòng nó cắn mình đó. Chạy đi nó ơi, chạy đi nó ơi, nó cắn mình đó. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ui ui. Ôi ơi, đuổi giết kìa, đuổi giết kìa. Nè, quýnh được. Mày quýnh ra mày. Quýnh ra mày. Mấy con chó sói không dữ, chó sói. Làm gì ta bắt mày hả bụi, mấy chó sói chết queo luôn. Ui, các bạn nhìn kìa mấy chó sói kìa. Qua đây qua. Từ từ từ, ấy cái gì vậy? Ui. Những con ngựa một sân kia, những con ngựa trong truyền thuyết y nhưng tụi nó cũng là một cái lá không à. Cái gì á? Cái gì đây? Hello game one, welcome to Unicorn Relay. The Unicorn do not take candy. Stranger, I will stop you move. And if you get killed, mình nếu mình gây rắc rối á, mình sẽ bị dục qua tù luôn mày. Tao bị dục vô nè. Tao có dục qua tao tù. Tao có làm gì đâu mà nó dục tao vô đây rồi. Làm mày làm cái gì? Mày làm gì rắc rối? Hình như mày quýnh ngựa phải không? Tao có quýnh đâu, chưa quýnh con nào luôn. Sao mày vô tù? Mày biết. Tao đâu vô tù đâu, tào lao ghê. Bây giờ sao ra? Tao có làm gì đâu mà vô tù. Ủa sao mày vô tù nữa? Không biết, tự nhiên vô. Từ từ để tao coi coi. Ê, mày ơi, sao tao vô tù luôn rồi? Thì đó, tự nhiên vô à. Gọi bút xích luôn kìa. Cái gì đây? Ê, cha này trao cho mình cái cây kèo làm gì? Ê, cái cotton candy kìa mày. Cái cotton candy mình đổi được cái kẹo này mày. Cái kẹo này sao đổi được? À, tao biết cái này rồi. Cái này dùng để lollipop. Lollipop dùng để cái gì? Hình dùng throw. Ủa, nhưng mà sao ra được cái nhà tù này mới lên mấy cây nè. Ừ, làm sao ra được mày? Ê, quy vô cực. Quýnh này. Không quýnh được. Đấy nha. À, nè, nhà đó. Tù đi ra. Không đặt được luôn. Hehehe, quy vô cực. Ê, từ từ, từ. Giỡn hả bự? Ui. Có cái kẹo lụm được cái kẹo ấy, không? Chà chà, ông chú không giữ cái gì đây. Mình bây giờ mình phải đi tìm. Cái gì vậy? À nó kêu. Chúng tôi không muốn làm thêm nhiều rắc rối nữa. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì? Another bomb. Oh God. Ê, cái này của mình là FT bị chóng mày. Bây giờ mình sẽ kiếm cái bột là cái bột này hả? Sao ta? Kiếm đâu? Ê mày ơi, vô được nè mày ơi. Vô được cái ngôi nhà này, vô được. Cái đường này mở được không? Ê, cái này nè. Undergarden nè. Cái này mình sử dụng mình vô mình đổ cái kẹo thằng kia. Ui, trời cái bạn cái tạo dùng đường luôn đó ơi, ghê. Chết, đúng là thế giới mày lắm hai đời. Ê, you can sleep at night, buổi tối. Wow. Bây giờ có nghĩa là bây giờ mình đi vô mấy căn nhà nè. Ôi, đừng đụng mấy con ngựa chứ không bị dục vào tù á. Ấy cái này bị khóa rồi. Cái này khóa. Ê, bị con ngựa đâm trúng là bị vô tù mày ơi. Ủa vậy hả? Ừ. Mà tao bị vô nữa nè. Mày đâm trúng con ngựa đâm trúng mình là vô tù á. Đi ra. Đi ra, ra. Ê, cẩn thận con ngựa nó hút trúng. Ê, trời ơi, tao bị ngựa nữa. Con ngựa đâm trúng tao là vô tù. Ok, đi ra nè. Cả chừng, né ngựa ra. Ui, từ, né ngựa ra. Đi qua tận cái này. Con chừng ngựa đâm. Chú nha. Lắp vào nhà khóa. Nhà khóa đây. Từ, cái nhà này đâu có nghĩ con ngựa này nè. Con ngựa nó đâm cái vô tù á. Khóa đúng rồi. Vô đây coi. Ý, vô rồi. Ê, xem vô tù. Ê, qua đây nè, qua anh. Từ, con ngựa. Từ, ngựa đâm tao bây giờ. Candy. Đâu, chỗ nào mày đang đâu rồi? Cửa khóa mày.
cái nhà kế bên cái nhà đầu tiên mình vô. Ê, tôi vô được nhà này rồi. Cái gì đây? Ở sói nó cắn rồi. Ôi yeah, à, lấy quá dễ luôn. Cái này là gì đây? Candy gì đây? Hello Yeti. Bonsai, cây cảnh hả? Trời, cây cảnh 2D mọi người nhìn nè. Đây là Don House nhà. Ê, không lấy được mày. Nhà đèn cài. Don là đèn cài đúng không nhỉ? Don là con búp bê chứ, nhà búp bê chứ. Đèn cài là cái gì nè? Đèn cài. Cái đồ. Cái đồ đúng rồi. Ê, mấy giá này tao tưởng thôi, lấy được. Lấy được đâu? Mày lấy gì? À, tao lấy được cái kẹo, tao lấy được cái unicorn dust rồi. Đi ra thôi. Ui ui, nhà tiếp theo. Ô, đi dưới mày kìa, đi dưới mày kìa. Ôi da, ôi da, ôi da, ui ui. Nhà này nè. Không được ta. Ấy, vô được đây rồi rồi. Ủa? Mày giống nhà này hả? Vô lại nhà cũ quá vậy? Thôi bị thồ đi. Dạ bị thồ đi. À, trời, tao đi lại nhà cũ, trời ơi, tao bị ngáo mày ơi. Ôi, đừng, 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 đừng. À, à, đừng vô tù, đừng vô tù, vô bánh nhà này. À, mày con vui gì tao, à. Ui, ghê quá vậy trời. Ôi, từ. Bị khóa rồi, bị khóa. Đi vô mấy nhà màu hồng trước hả? À, tao vô hết bị thồ. Ấy, tao vô nhà màu hồng rồi nè. Rồi cho nha màu hồng. Hai cái rừng. Ui, tao được một cái candy, cotton candy đó nè. Ở giờ tao vô bệnh viện, giờ tao vô bệnh viện. Ui, đừng có hút em anh ơi. Ok, vô bệnh viện rồi nè. Hello, everyone, welcome to the Oregon Hospital. Take a seat. Cái gì? Ngồi ghế đợi 2 tiếng hả ông trời? Hả? Ông bắt mình ngồi đi đợi ông 2 tiếng nè. Bệnh viện có mấy ngựa một sừng nè. Bắt ngồi đợi 2 tiếng. Trả tiền ổng đi. Trời ơi, đợi 2 tiếng luôn mọi người. Ổng kêu nè, the way about to how nè. 2 tiếng đó mà hồn ngồi đợi ổng hả, giỡn hả? Trời ơi, ổng giỡn với tôi à. Thôi mà ngồi đi. Ghế mày, ủa ghế rồi. Ủa sao tao ngồi hết được rồi mày? Đây nè. Lâu quá à, ngồi 2 tiếng thiệt á hả? Trời ơi, đi mình vô đây làm gì, mình làm nhiệm vụ. Ê, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi mày. Mở cửa đi, mở cửa đi kìa. Thì hết hả? Đó đủ 2 tiếng rồi đó. Đủ quá nóng hả? Lost and found. Mất. Qua tìm thấy hả? Hả? Ê này nè. Coi chuyện do mất đầu. Ồ, mình tìm được cái empty box đó nè. Tao lướt xong cái tao bị nhốt trong đây luôn. Ê, chạy, 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 lại lên. Đi. Ôi, cầm điện thương ghê mà rồi. Phải đi phòng cái bên. In you mày, in you. Ủa, có cái máy nằm lên ghê, cái máy này máy 2 đời luôn mọi người. Ồ, có tai nghe nè. Nấp, 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 chạy lên chết thuốc rồi nấp. À, đây 5 cái nữa, ê, 5 cái rồi nha. Yeah, 5 cái rồi, 5 cái rồi, nấp ơi. Cái này đang sử dụng, cái phòng này đang được sử dụng. Mà có người xài rồi à? Ừ. Ủa, sao mình đi đây được? Ủa, rồi đi đâu nữa? À, chắc giờ vô tù, đổi kẹo quá. Mà đổi để làm gì? Để trở về thế giới chứ gì? Ê, ui, nóng quá mày ơi, không ra được mày ơi. Ra được mà, tao ra nè. Ơi, ra được rồi, ra được rồi. Ê, từ từ, khoan, 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 khoan. Đi cái đường nào đây? Mấy cái cửa này mình sao mình... Ê, vô được cửa này rồi nè, yeah. Rồi luôn, tao vô tù rồi, qua đây. Mày ngáo quá chị, tao đâu vô tù đâu. Mày bị cửa đâm gì? Bớt tiệt. Rồi luôn. Đây nè, bên coi. Đây nè, bây giờ mình sẽ có cái này á. Cục kẹo mình sẽ đổi được cái cục này nè. Đó, được 6 cục rồi nè. Đấy, mình được 6 cục để mình làm một cái kẹo á. Rồi, bây giờ á, mày đưa trái tim tao nấp. Lẹ lên, đưa trái tim đây. Có một cái à, nè, cho mẹ. Đây nè, bây giờ mình sẽ dùng cái gì ta. Dùng cái empty bag này nè. Dùng với cái này ra ngoài nữa. Đấy, nó sẽ thành cái bột ngựa cho mình thấy không? Mày biết tại sao không? Cái thế giới của mình bây giờ là thế giới 2D kìa. Mình muốn trở lại thế giới bình thường ban đầu á thì mình phải có cái bột màu tím ấy nè, cái bột màu hồng gọi là cái bột Box of Oregon, cái bột ngựa một sừng á, trong một cái ngựa tiên, ngựa thần á, và năm trái tim này để cái thế giới trở lại bình thường. Nhưng mà mình thiếu một nguyên liệu nữa, đó chính là một cái bột màu hồng nữa để cho thế giới nó trở lại bình thường, đúng không? Thằng cha này xong rồi chả nằm chả quay vô tường luôn. Hello. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi ra ngoài mọi người. Cái kẹo này chủ yếu để cho mình đi ra ngoài thôi. Rồi, tạm biệt nấp nha. Ủa sao nó ra lẹ trời.
Rồi, bây giờ chúng ta phải tới cái làng tiếp theo. Ui, né cái làng ngựa đi, cái làng ngựa này nguy hiểm quá. Đi vô là nó hút, bây giờ mình đã có cái bột ngựa rồi các bạn. Con ngựa nó hút quay về về. Cái team này là chúng ta là ở cái chúng ta sử dụng cái team vô cái chỗ mà ba cái dropper mà người lúc đầu mọi người nhớ không? Đó, con chó nó cắn mình kìa. Đây đây đây. Lẹ nó dí. Mày chó cắn. Lần nào qua đây nó cũng dí mày, nó không dí tao. Trời, tao đi trước nó cắn trước. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà. Ê, chưa được. Còn một cái làng. Còn một cái làng slam nữa mọi người, một cái hang động slam nữa, chúng ta sẽ tới hang slam nữa. Đây, chúng ta sẽ đi tới cái chỗ này. Rồi, chúng ta sẽ tới cái hang slam để làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ cuối cùng chứ. Ba nhiệm vụ để chúng ta thế giới của chúng ta biến thành thế giới bình thường nha. Bây giờ là thế giới gọi là thế giới 2D đó mọi người. Các bạn thấy không? Cây cối đồ biến cái lá hết luôn rồi. Đi vô cổng này hả? Ừ. Ui, gì không vô được vậy? Ê, vô được rồi nè. Ui, ui, ghê vậy? Trời ơi, cái con gì gấp. Trời ơi, này ghê quá vậy. What did you do? Mày làm gì cái hang này hả Quan? Hãy chờ đợi một cái điều gì sai cái cơ thể của mày hả? Sẽ chờ đợi, chờ đợi cái gì xảy ra tiếp tục trên cơ thể của mày hả? Ok. Cái thiết bị cái gì? Gen machine. À, cái máy của con Gen đó nó biến thế giới này trở thành thế giới màu hồng và bây giờ mình phải cố gắng lấy sữa đó nè bạn. Mọi người, bây giờ chúng ta phải cần một cái phép thuật, một viên đá phép thuật. Well, if you bring me back một bucket of pink slime. À, nó kiểu kêu mình là mang về cho nó một cái xô nước màu hồng. Xô nước slime màu hồng của mọi người. Ở một cái deep inside, có nghĩa là ở dưới hang sâu á, ta sẽ cho mày một cái magic stone. Và gì? Hãy xem ở trong đó. Cái hang này rất nhiều con quái vật ghê mọi người. Đừng có quên là cái xô mà đưa nó đưa cho mình đó là xô rỗng. Đâu? Trời ở đây hả? Trời ơi, sao rộng ấy hả? À là nó sẽ đổi cho mình một cái pin magic stone mọi người. À là viên đá cho mình để mình biến cái thế giới này trở về cái thế giới bình thường á. Thế giới bây giờ là biến thành thế giới 2D rồi. Bây giờ nhiệm vụ mình phải fix cái thế giới này trở lại bình thường mọi người, lại sửa lại cái thế giới này á. Múc một cái xô nước màu hồng đúng không? Ôi, ở đây con chuột không à? Mày hả chuột? Không có chuột ướp mày. Mày hả chuột? Mày chuột, chuột màu hồng luôn núp, mày mềm ướt chi thế giới màu hồng núp. Ê nó cắn tao kìa, nó bay quấn quấn nó quấn không được. Mày con chuột này. Tao cũng thấy là quấn nó không được kìa mày. À được mà, nó chết rồi kìa. Ôi cái chỗ này không phải, nó bơi lộn được rồi. Chỗ này ở dưới deep cave mà. Deep cave là có nghĩa là cái khu vực mà sâu nhất luôn á. Ở trong đây nè, ông chỗ nào ông chỉ tùm lum là 3-4 đường á, đi lại đi. Hay là đứa đi. Ê đường này, đường này nó bơi đường này nè. Thấy đường này sâu nè. Đường kia hồi nãy thấy nó cũng sâu vậy. Ôi đường này đi đường này. Ok luôn. Ê, đường này vòng tròn, rồi ăn cứt luôn. Đi lên lại. Ủa, có cuộc cái hang ở nằm ở đâu vậy? Ờ, mình đi vậy thì đỡ được hai cái cổng rồi đó. Còn cổng còn lại. Phải không? Mấy cổng? 4 cổng. À, vậy là cổng bên này đúng không? Trời ơi, dưới đây có chuột nữa nè. Thấy cổng này không bị cổng nãy nữa. Có cuộc là cổng nào vậy? Cổng kia kìa, tao rối rồi nè. Cái này nè. Còn cái cổng để coi thử coi. Cái này không? Tao nhìn tao rối đầu quá à. Đúng rồi đây nè. Trời ơi, đi lạc thì thôi chúa luôn mọi người. Ôi trời ơi. Ui quá trời chuột luôn kìa. Quá trời luôn kìa. Đi xuống nước màu hồng kìa. Tao có một kế đây nè. Mày phải đứng đây nè, mày dụ nó tới đó. Nó bù mày cái tao chạy xuống. Mày đứng đó đi. Chạy qua chỗ xô nước này lên, nó bơi né mấy chuột ra, cái thấy cái xô màu lam rồi kìa. Ui, chuột ơi, thanh luôn ơi. Ui, tao đang dụ tụi nó cho mày nè. Rồi, tao có cái lao pin water bucket rồi. Ok, đi về. Mấy chuột, mày né nè mấy chuột. Mày dụ cái gì mày muốn nó mấy con trội cơ. Tao còn lấy nước không mày? Cái bạn kia một đám chuột ký mình, một đám chuột ký nấm. Ê, đừng chơi về. Ok, thấy rồi, hay rồi. Ui. Lên. Ôi, tụi nó đi theo kìa. Oh my god. Tụi nó đi theo, ôi da, tính ra cho tao lên. Trời ơi, tụi nó đẩy tao xuống rồi, chết rồi, tiêu tao rồi. Ok, quanh lên. Ê, trời ơi, men ơi, con chuột nó cắn mình kìa. Trời ơi, má ơi, chuột, trời ơi. Trời ơi, tụi này tính ra cho mày, tao đi. Mày tới đây, tao trên này cũng chuột nhiều quá vậy. Quýnh hết rồi, tao quýnh tiêu hết tụi nó rồi. Oh my god. Tôi chết rồi, tao bị kẹt rồi. Cái chỗ này chắc núp nhảy nửa tiếng mọi người. Gì vậy nè, chỗ này sao nhảy?
May quá. Con núp nó sẽ không biết nhảy cách nhảy đâu. Ui kì ghê nha, trời ơi trời. Mình nhảy 4 5 lần, 2 3 lần luôn, con núp nhảy một phát lên luôn. Nhéo cục này, nhéo cục này, nhéo cục này, nhéo cục này, nhéo cục này. Trời mẹ ơi, con núp nó bà rồ hơn mình luôn. Mình nhảy 2 3 lần mới lên, nhảy một lần đúng là trong cái chết nè, đứa nào cũng thông minh hết mọi người. Mấy con chuột nó đẩy tao lên mày ơi. Dạ yeah, thì ra tao tao thiểu lầm mày rồi. Ok, chúng ta có nè. Ui, that should be everything. Có nghĩa là mình đã có mọi thứ rồi mọi người. Let's go, not anything into machine and pull lever again. Ok, ui. Lên cái máy á hả? À, mình pull cái lever again lại là mình trở về cái hang hồi nãy á. Cái khúc mà mình lên á. Và mình sẽ biến thế giới này trở thành thế giới bình thường. Hồi nãy cái cổ máy của con Jane á là nó biến thế giới này thành thế giới bằng 2D rồi. Bây giờ mình phải sửa thế giới này lại. Đó là hoàn thành nhiệm vụ của minigame này nào mọi người. Bây giờ Juan vẫn núp á, sẽ trở về bên bên cái hang hồi nãy đúng không? Juan sẽ bỏ vô cái thứ nhất là bột bột của mấy ngựa thần nè, thứ hai là cái viên đá ma thuật nè. Và thứ ba đó chính là năm trái tim. Và hy vọng thế giới của mình ở trên hay biến là bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cánh cửa ra nè. Đấy. Bên này chúng ta sẽ bỏ vào cái đây là bột nè, đó. Bên này là trái tim nè, mọi người thấy không? Trái tim hiện nè, thấy không? Gì đây? Được không? Ok, lấy cái này ra. Cái này là hết rồi, cái những trái tim này là trái tim hết năng lượng rồi. Ok, cái bột này cũng là bột hết năng lượng nè, mọi người thấy không? Đó, chúng ta sẽ bỏ một cái bột đúng năng lượng nè. Đó, 5 trái tim nè. Và cái này nè, và đóng cửa lại. Oh no, we need 5 replicant on the box, hopeful. Was she okay? Let's go find out. Ủa, tìm gì nữa vậy? Có gì nữa đâu đúng không? Chắc giờ nãy mày đặt sai. Cái bot nè, chắc là cái bot này nè. Qua đặt sai, đã qua đặt đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chỗ này nãy đặt ở chỗ nào ta? Nãy lấy chỗ nào ta? Này lấy ở đâu ta, quên mất tiêu rồi ta. Nghĩ đặt ở giữa thôi mà kệ đi, bấm thử coi. Hy vọng có máy nó sẽ biến hết giới mình trở lại bình thường. Ôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Gum. I think working everything should be back to normal. Mọi thứ đã trở lại bình thường đi lên trên. Ê, qua đây là cái trần nhà rồi nè, qua đây là trần nhà rồi. Trời, tôi thấy nghĩ mọi thứ đã trở lại, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi mọi người, để mình coi coi. Người có thật không? Ui, mọi thứ trở lại bình thường rồi nè, nó bơi cái nhà cái. Ý, the end. Nhảy ra khỏi nhà luôn. Mọi người thấy không? Nhảy ra, mày nhảy ra lên trên, nhảy ra hàng rào luôn. Nè nè, tao đứng đây nè. Nhảy ra ngoài cửa luôn, nhảy ra ngoài cửa luôn. Bay qua cửa sổ luôn. Cửa sổ có kiến mà. Kệ, nhảy qua luôn. Cửa sổ có kiến mà sao nhảy? Sao nhảy không được, mày ra ngoài sân coi. À đây đây đây. Rồi nhảy ra luôn, nhảy xuống hàng rào luôn. Ai à, thấy chưa nè mọi người. Cái cây nó biến thành cây bình thường rồi nè, thấy chưa à. Hồi nãy mình đi vòng vòng ngoài này phải không ta? Đúng rồi, hồi nãy là mình ở trong một cái thế giới này nè. Trong quanh khu nhà, cái khu nhà hồi nãy của mình là khu nhà 2D mọi người nhớ không? Nhà mình nãy biến thành nhà 2D đó. Ừ đó, bây giờ thì mình trở thành ngôi nhà của mình bình thường trở lại nè. Ok, để game mod không quá. Wow, mọi người thấy không? Hồi nãy là mình ở trong thế giới của mình á, cái cổ máy nó biến cái thế giới của mình thành giới 2D luôn. Đấy. Ok, nhiệm vụ thử thách lần này của tụi mình chơi mini game này cũng như là hoàn thành rồi. Và nếu mọi người thích thế giới Minecraft 2D á thì mọi người nhớ để lại bình luận bên dưới cho Quang biết nha. Và bây giờ thì mình chúc mọi người xem video thật là vui vẻ và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở mini game tiếp theo nha. Bye bye.